Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta mở giảng một cái đề tài. Nó cũng thuộc về cái loại con đường giác ngộ, tức là lớn lên trong mê lầm phải không? Lớn lên trong mê lầm nãy tôi nói cái 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 đề tài này viết và tôi đi vào ở trong kia tôi mặc áo thì tự nhiên nó nó sinh ra một câu là lớn lên à, gì trong cái mê lầm bất sinh là cái gì âm thầm ở đây tự nhiên cái tâm nó vọng tưởng nó nghĩ như vậy thì tôi ra tôi đọc tôi cũng thấy cái mà mọi người hấp thụ từ nơi cha mẹ là tâm Phật bất sinh nhưng vì cha mẹ bạn không nhận ra điều ấy, nên bạn cũng bị mê lầm. Rồi chính bạn lại trưng bày cái mê lầm này ra khi nuôi dạy con cái bạn. Cả đến vú nuôi và những người giữ trẻ cũng ưa nổi nắm mọi người quan hệ đến việc nuôi dạy trẻ đều, đều trưng ra mọi kiểu hành xử mê muội như ngu si ham muốn ích kỷ và thói giận dữ của loài tu la quỷ chiến đấu khi lớn lên được đanh vay bởi những người si mê như vậy trẻ em thường phát triển một loại thói xấu tệ nhất trở nên rất dễ bị mê muội và biến thành những người không giác ngộ lúc ban sơ khi mới sinh quý vị không có mê có si mê nhưng vì những lầm lỗi của những người nuôi dạy bạn mà một con người vốn ở trong tâm Phật lại biến thành chúng sinh, kém giác ngộ số một. Đây là điều mà tôi chắc chắn tất cả quý vị đều biết với kinh nghiệm bản thân. Thực sự, khi chúng ta mê rồi đó, thì chúng ta sống trong cái mê. Bởi vì cái mê là gì? Cái mê là luôn luôn chúng ta có một cái gì đó ở trong tâm, như là một cái ý nghĩ, một tư tưởng hay là một cái gì đó nó ngầm nó 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 không có cái sự chăm suốt mà nó có một cái sự vẩn đục của cái cái tưởng tượng. Ừ. Nghĩa là con người trước khi mà chúng ta tưởng tượng hay là chúng ta nói chúng ta làm việc gì á trong người nó có một cái tính chất âm u không có biết nó 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 giữa cái giống như muốn biết mà không là không biết gì và nửa cái giống như nó biết gì mà thiệt cũng không không có cái khả năng thấy được rõ ràng hoặc là trình bày ra điều đó cho nên nó làm cho chúng ta lỡ dở biết mà lỡ dở không dở lỡ mê mà lỡ dở giác bởi vì ngược lại với cái mê là cái thấy thực sự thì nó không khó cho nên tên nó mê nhất kiếp mà ngộ nhất thì ngộ tức là mình thấy ngay cái điểm lúc bây giờ ví dụ mình không phải là nói trong lý thuyết nhưng mà ngay ví dụ như bây giờ tôi đương nói thì là tôi phải đương thấy nếu tôi cũng thấy thì tôi nói trong mê ừ. mà tôi thấy không phải là tôi thấy trong cái câu nói không dĩ nhiên là tôi tôi nghe câu nói là tự nhiên nó biết liền là mình đang nói gì nhưng mà cái biết đó, nó còn đi trước nữa là nó biết mình đang nói và mình sắp nói cái 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 mà gọi là đang đó nó không phải là cái mà chúng ta nói nhưng mà chúng ta nó giữa cái, cái âm thanh và cái không âm thanh giữa cái tiếng lời và cái tính chất im lặng hai cái đó nó 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 lai lắc nó ở trong một cái cái sự rung động bởi vì khi mà con người biết thiền định biết học đạo thì là con người thường sống trong chính mình chứ không có sống bên ngoài sống bên ngoài là cái nghiệp nghĩ tưởng tầm tư phỉ an lạc định tất cả những cái tư duy những cái nghĩ ngợi và cái bất thường của tâm thức đó nó là cái lực cảm với cái 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 sự cái cái cuộc sống tức là nó cảm với cái vật chất cái hiện tượng cái sự dao động và tất cả những cái, cái 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 sinh hoạt của tất cả chúng sanh mọi loài và chúng ta ảnh hưởng chúng ta dễ quen thuộc, dễ biết nó có một cái truyền thống. Cũng như một loài vật nào đó nó sinh trong một giống loài nào và nó sanh ra nó rất dễ dễ quen thuộc với 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 mẹ nó, với cái con vật sinh ra đó và nó cũng quen thuộc với cái giống đồng loại với nó. Nhưng mà cái khác lại với nó thì nó nó thấy một cái gì đó mình nói là nó xa cách nó không khó gần ví dụ như bây giờ một con mèo thì nó, nó, mới được sanh ra nhưng mà khi nó biết đi rồi mà nó thấy một con chó thì nó, nó ngưng lại và con chó đó nếu tới gần nó lấy tay nó cầu nó cầu nó cầu vậy cho nên do như vậy cái là cái đó không phải nó nghĩa là nó là cái lực phản ứng lực phản ứng không phải là mình nó không biết nói nó không có gì cả nhưng mà cái không phải đó cái không phải đó nó cảm thấy cái cảm nó nó ở một cái cái tính chất cũng giống như mình không thể diễn tả bằng lời hay là bằng một cái 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 cái, cái sự biết rõ rệt trong cái trạng thái trong cái cảm nghĩ mà nó giống như là một phản ứng cái phản ứng đó còn có những cái phản ứng mà nó phù hợp ví dụ như đầm lại gì đó thì tự nhiên nó nó nhẹ nhàng hơn nó vui chơi và nó ít phản ứng hơn cho nên trước khi mà nó nó phản ứng thì tức là nó biết trong cái biết cái biết của nó nhanh chóng nó không nói nó biết rồi nó phản ứng nhưng mà nó nhìn thấy thì tự nhiên nó phản ứng trong cái phản ứng đó tức là cái biết cái biết khác cái biết đúng cái biết không đúng biết nó là đồng lại với mình không đồng lại mình nhưng mà nó không có nói cái tiếng nói đó cho nên cho nên chúng ta thấy trong trong cái tính chất đó cái tính chất mà nguyên thủy đó nó thật sự nó là cái tính chất mê lầm cái phản ứng là một cái thói quen nó thói quen nó từ cái nếu con người thì mình thấy là bắt đầu từ cái chói của cái không không đồng nhau nó phản ứng về từ cái ngôn ngữ ý nghĩ lời nói và hành động còn con vật cũng vậy con vật nó nó sanh ra mau trong tâm nó ví dụ con chó hay con mèo nó gừ gừ hay này kia là nó đưa tay nó báu nó, nó đẩy nhau phản ứng này. cho nên nó trong duy thức nó có cái từ là hòa hợp và bất hòa hợp khi nó hòa hợp thì nó không có cái bất hòa hợp mà bất hòa hợp thì nó không có cái hòa hợp, bởi vì giữa cái đó đó là cái 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 thức phân biệt, ừ. khi người ta giấc ngộ người ta mê rồi cái thức đó lần lần nó diệt đi, nó nó diệt đi cái phân biệt, cho nên cái thấy nó chỉ là cái thấy và và nó nó dễ cảm thấy cái cái tình thương cái vẻ đẹp hay một cái gì đó còn khi mà nó 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 trở thành bản ngã có nghiệp có cái khắc lạ rồi thì nó cũng cảm thấy tình thương hay vẻ đẹp nhưng mà nó nó tự nó nó cảm được riêng tư chứ nó không có tự nhiên mà nó nó thấy có người nhìn thấy một cái gì quen thuộc đó, thì nó thân thiện hơn mà thấy cái gì nó xa lạ thì nó ngưng lại nó dè dặt dạ. và thấy cái gì mà nghịch một chút thì tự nhiên nó trong lòng nó bắt đầu nó phản ứng cái phản ứng nó không phải là hành động bên ngoài mà từ cái bên trong, từ cái bên trong. Cho nên nó không có thân thì là là nó lạ hay là nó thù. Bây giờ chúng ta muốn tìm được cái cái thực tính của mình thì mình phải đi ngược lại trước khi những cái đó nó sinh ra. Tức là nếu muốn tìm được cái trước khi mà nó sinh ra đó thì phải xoay vào bên trong thay vào bên trong nhưng mà đừng có làm mạnh đừng có quan sát nặng nề hay là mình dòm ngó vậy cả yên lặng thì tự nhiên mình thấy điều đó mình thấy cái điều nó phát sinh ra trong cái thấy của mình là nó thực sự nó là một cái chứng nhưng mà bên mình bị mình bị nhiễm sắc thể mình bị cái thấy đó là thấy cái gì khi thấy là mình sanh ra cái sự phản ứng cái cái, cái tính chất nghĩa là đúng sai phải quái hoặc cái thấy nó nó luôn luôn nó nó phê bình cũng như một người nào đó mà họ mình đi đường gần gũi ở đứng gần hay ở bên xe bên đại cái gì đó ví dụ như họ chạm mình họ diện vai mình thì mình thắt là cái bình thường của mình bình thường mình cũng bị như vậy bởi dường như mình không không có quen cái đó không phải không quen nhưng mà trong sâu xa mình có một cái tính chất chống chọi nó nó đi trước nhưng mà nếu mà mình quay lại mình thấy ừ, đó là một người bạn lâu hay là bây giờ mới gặp họ vỗ tay này kia thì mình cười hoặc là mình cho nên nó 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 tìm lại cái cái tính chất hợp nhất trước đó mình là cái người này là người quen nhưng mà khi một cái bất thường á thì nó phản ứng cái phản ứng nó nói lại luôn luôn nó chống chọi cho nên con người nó cũng vậy nữa nó luôn luôn nó ở trong một cái tính chất của cái mà sau này nó, nó thêm vào cái danh nó thêm vào cái biết nó thành ra cái ngã nó thành ra cái tôi nhưng mà lúc đầu trong cái mê muội đó nó không hẳn là nó có cái tôi nó bắt đầu cũng giống như một cái loài mà mới tiến hóa từ con vật nó lên nó là lực phản ứng không đồng vì thế cho nên ở đây cái mà mọi người hấp thụ từ nơi cha mẹ chỉ là tâm Phật bất sinh tức là cái ban đầu của nó cái ban đầu đó cũng giống như cái cái đứa trẻ con đó. nó mới sinh ra và trong khi nó trong một thời gian ngắn mà đứa bé nó có thể từ khi nó biết đi cho đến trở về trước nó mới sinh ra thì cái nó rất là nhẹ nhàng và nó thể cười nó chỉ có cái cười và khóc khóc là nó nó nó, nó không biết gì nhưng mà nó phản lại cái, thì tự nhiên nó bực nó bức hoặc là ví dụ như nó nằm mà nếu không phải là mẹ nó hay là người thân mà người khóc ấm nó lên thì nó vừa nhìn cái thì nó khóc hoặc là nó rá lên nó không chịu nó là cái sự phản ứng dĩ nhiên là cũng có đứa nó nó, nó chậm hơn và nó, 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 nó không phản ứng nhưng mà phần nhiều là nó phản ứng nhất là ví dụ mẹ nó đưa ẩm mà đưa cho một người nào đó thì nó khóc lên nó không chịu nó không chịu nhưng mà nếu nó nhỏ quá thì nó, nó vẫy vùng hoặc là nó nó không có cái cái hành động mà nghĩa là um, nạn hơn nhưng mà nó khóc vì thế cho nên trong cái đó nó cái cảm của nó nó, nó đã đã có cái tính chắc cái sao lớn nó xác định thì nó thành ra cái ngã cái cái tôi không phải là bạn không phải là anh không phải là chị không phải là người khác nghĩa là nó không có diễn dịch không có nói nhưng mà cái không phải chứ không phải là tôi không cái không phải và cái không phải đó nó bắt đầu từ cái cái chỗ nó thấy khác ở trong sâu xa nó 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 có sự phân biệt phân biệt rất tinh tế à. cho nên người ta phải sống theo cái thói quen từ ăn uống từ cái chỗ ở cho đến bạn bè thói quen nó có nhiều loại cái thói quen nó theo cái tập khí theo tập quán theo cái truyền thống à, cái 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 nhà nó phải cái mẫu mã nó vậy, ừ. rồi cái đời sống nó phải vậy vậy đó, nó theo, theo mọi người và có khi nó có những loại thói quen riêng, ừ. thì cái này là cái 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 sống theo thói quen, còn cái thói quen ở trên nghiệp của mình á, tâm tánh thì nó là khác, nam khác, nữ khác, có thói quen của người nam khác, thói quen của người nữ khác, và nó gọi là cái cái tập tục cái, cái, hay là nói sâu hơn nữa thì nó là cái nghiệp riêng của, của mỗi người đến khi nào mà mình lớn lên hay là mình tu tập hay là mình hiểu biết về cái xã giao một cách cởi mở thì cái thói quen đó nó giảm đi ít hơn nó, nó mất đi cho đến khi mình giác ngộ thì cái thói quen đó nó không còn nữa không còn nữa nhưng mà cái biết nó vẫn còn từ từ cái không còn ở chỗ đó cho nên nó cái cái chỗ mà cái bản ngã nó cũng cũng bị mất đi à. ví dụ như mình chạm mình thì không sao ví dụ mình rờ mình nó mình chạm mình nhưng mà ai chạm vô mình thì không chịu nhất là chạm trên đầu hay là chạm những nơi khác là mình bực mình à. cho nên mình phải bắt đầu từ cái tại sao là mình phải phản đối tại sao mình phải bực mình à. Cho nên có nhiều cái mình từ cái, cái hiểu lầm tức là khi người ta chạm có khi vô tình nhưng mà mình nghĩ là đó là một sự cố ý. Có khi người ta, cái tâm người ta cũng không có ác ý nhưng mà mình nghĩ là nó bất thiện. Cái tâm mình có khi cái đồng hành động lời nói hay là cái cái của người ta nó hoặc là từ cái vô tư hoặc là nó có chút thiện nhưng mà mình không thấy cái điều đó mà mình là thấy theo cái cách bản ngã của mình theo cái, cái cái cách phản nên là phản ứng của mình cho nên chúng ta thấy ngay từ đầu kế của mình không biết nó phản ứng rồi nó sanh ra cái biết cái biết nó cũng theo cái tính chất mê muội của mình chứ không phải là nó theo rồi khá hơn chút là nó theo cái thói quen theo cái bắt trước theo cái truyền thống Chứ thực sự nó không có cái gì là của mình ấy cả Chỉ trừ một khi mình trưởng thành thật sự rồi Thì những từ cái việc làm riêng tư Cho đến cái văn hóa hay là cuối cùng Thì trong cái chân lý sự thật nào đó Thì thì con người nó mới mới thấy là cái tính chất không có không có riêng tư. Cũng như cái tầm nhìn của mình á. Khi mà cái tâm mình thanh tịnh, mình định thì mình nhìn sự vật. Thường nói là nó không có tướng. Tức là mình thấy bởi vì nói cái tướng là phải nói cái sự khác nhau giữa cái này với cái này, lớn nhỏ, dài ngán vuông tròn, màu sắc, khá là tướng tao tướng nhỏ cái gì đó và nó có một cái gì nó khác với hư không thì nó sanh ra cái tướng. Nhưng mà mình không biết rằng tất cả cái tướng mình sanh ra nó đều sai. Nó sai trong cái nhìn của nó. Nó sai giữa cái không và cái có, cái hư không và cái vật chất. Rồi cái con mắt mình nhìn đó, nó có sự phản ứng của cái thấy. Và trong đó nó nó, nó... còn đi sâu vào thì nó thấy rất nhiều cái từ cái 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 cố chấp quen thuộc ví dụ như cái này đúng cái này không đúng cái này tốt cái này xấu quá cái này kia nó sanh ra từ cái sự phản ứng đó cho đến cho đến một lúc nào nó sanh ra cái không thích à, cũng có tướng đó mà người thích thì nó khác người không thích nó không khác mà khi không thích là mình đã sanh ra những hành động nó có thể phản đối xấu xí cho nên tất cả nó đều là một cái tính chất trong cái phản ứng là cái sự cái thói quen Mà cái thói quen đó là một cái tập quán, tập tục, tập nghiệp của mình Nếu một người nào đó, người ta thiền định hay là người ta giải, người ta giác ngộ Nhất là cái người giác ngộ thì họ hiểu cái đó liền liền còn thiền định thì ở trong cái định nào đó họ chậm phản ứng nhưng mà họ kèm lại họ kèm lại chứ chứ họ không phải là cho nên mình giác tức là mình biết mình biết cái đó như cái biết như cái đó nó không có phân biệt nó không có tướng không có danh nó không có cái khác mà cái đó là ở trong cái biết thì nó gọi là ngộ cho nên cái từ đó cũng khó diễn dịch lắm à khi mình xác định được cái điều đó chính trong bản thân của mình trong cái tâm của mình rồi tự cái chỗ sáng suốt đó mình mới diễn dịch mình mới thấy cái đó chứ không phải là ai cũng thấy được vì thế cho nên mình phân tích một cái gì đó mình nói về một cái gì đó thường thường mình nói sai hoặc là người này nói vài người kia nói khác cuối cùng người ta có một cái nhắc trí chung ở trong cái từ đó là cái gì cái gì thì người ta mới làm ra cái từ điển nhưng mà từ điển đó không phải là họ hoàn toàn họ hiểu hết có những cái có những người mà họ thông minh sáng suốt họ còn biết là cái từ điển đó nó không đủ có thể cái danh từ nó thiếu hoặc là cái danh từ đó nó phân tích không chính xác không phải là một người mà làm từ điển là họ siêu thoát hết họ biết hết mà nhất là về cái tâm linh thì thật sự họ chỉ biết một phần nào trong cái từ đó để diễn tả thôi. Cũng như nói từ tâm chẳng hạn đó, thì mình có thể thấy họ trong những cách giải thích họ nói là, là suy nghĩ là cái biết là cái này cái kia, chứ họ làm sao họ biết cái tâm là gì được? Bởi vì trong cái văn hóa nó chỉ tiến bộ ở trong cái khái niệm nó nhận xét trong cái khái khái niệm cái thực mà mọi người đều được chấp nhận như nhau thì cái đó là đúng nhưng mà không phải là rất nhiều người hay là nhiều người mà mà chấp nhận thì cái đó là phải nhất là nó thuộc về tâm học thì thực sự dù cả một cái thế giới mà chấp nhận khác mà nếu có một người họ ngộ chân lý thật thì họ họ không chấp nhận họ không chấp nhận không có nghĩa là phản đối nhưng mà cái thấy họ nó khó hơn họ cái thấy họ không phải là như cái mà những số đông giải thích à. thì cái người đó nếu nói bên ngoài thì họ chịu thiệt họ phải nói à, à anh nói vậy cũng phải anh này kia chứ họ không phản đối nhưng mà trong lòng họ biết người đó sai nếu một hai người nói sai mà mình phản đối hay là mình chỉnh đống thì có thể nhưng mà nhiều người cũng như tất cả ví dụ như bây giờ nói con chó mực nó màu đen con cò nó màu trắng thì tuyệt đối không ai chối cãi được mà giả trí có một người nào họ nói ô oh, con cò này nó đang thui con những con chó này nó trắng tốt thì thực sự họ sẽ chửi bới họ nói chứ ở cái cha này điên rồi người này họ không biết này kia nhưng mà nếu có người nào dám nói vậy thì cái người này là một cái người khó hiểu khó biết à. cho nên có thể là người đó điên hoặc người đó họ nói ngược lại không ấy nhưng mà có thể cái đó là một cái bậc giác ngộ họ biết họ thấy được bởi vì sao bởi vì trong cái thấy đó nó không có đen tráng không có không có chỗ đó không phải là nó không có cái đó nhưng mà nó không có sự phân biệt nó không có sự phân biệt và nó không có cái sự xác nhận trong phân biệt tức là cái thức đó nó không có nhất định nó phải như vậy bởi vì sao bởi vì nó là cái thấy chứ không phải là nó là tâm phân biệt cái thấy khác còn cái thấy trong phân biệt nó khác cái thấy không phân biệt nó khác còn cái thấy giác ngộ nó khác cho nên cái người mà giác ngộ có thể là họ cũng họ cũng không có cái gì khác với người thường đó là họ tùy thuận thôi còn nếu họ khóc thì không phải là họ chống trái mà họ biết họ có cách sống họ có cách làm cách nghĩ không thể nói được đó. cho nên đối với cái giáo lý của đạo Phật là một cái giáo lý nó nhất thống nhưng mà nó đa chiều nó tùy thuận trong tất cả chúng sanh nghĩa là trong từ con người cho tới tất cả các loài bác bộ quý tầm nhưng mà khi khi đức phật ngài nói một cái từ gì một câu gì thì mọi loài đều hiểu được hiểu hiểu như nhau họ hiểu theo chính họ con người hiểu theo người chư thiên hiểu theo chư thiên và tất cả nếu mà cái âm ngữ cái cái, cái cái ngôn ngữ từ cái 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 lời nói của một đức thế tôn nói ra tất cả chúng sanh Ví dụ Đức Phật nói cái tiếng của Đức Phật nhưng mà tất cả quỷ thần hay là con người chư thiên cho đến, cho đến con chút sốc sanh nó vẫn hiểu. Bởi vì trong cái ngôn ngữ đó cũng giống như là mình nói một cái điều gì đó. Mà với con vật quen thuộc mình thường nuôi con chó con mèo ấy, nó cũng hiểu một phần nào đó. Cho đến khi mình nói mà nó quá quen quá thân nó hiểu cái lời. bằng cách là ví dụ như bây giờ mình biểu con đi 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 ra ngoài đi lúc đầu thì mình còn dùng cái tay mình đi đẩy đẩy mình nói con đi 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 chơi đi thì thì cái cái cái, cái, cái nó nhìn nó ngắm cởi cử chỉ với kèm theo lời nói mình nói nhưng mà sau này mình nói con đi đi thì nó tự nhiên nó đi bây giờ nó khoảng đó tức là thật sự nó học có thể là cũng cũng không có thua con người đâu nếu mình có một cái cách dạy nó thì thật sự mình nói nó có thiệu. nhưng mà nhưng mà bởi vì nó là cái nó không có cái tiếng nói nó không có cái cái cái, cái biết như con người nhưng mà nó nghe nó hiểu được cho nên cái cái sự thông thương là người ta hiểu nhau người người ta đồng nhau cho nên cái điều đó nó, nó 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 tránh khỏi những cái sự khó khăn ở trong lòng và nó không có từ cái sự chấp nhất trong cái ngôn ngữ cho đến cái tâm trạng cho đến người ta không bị bức xúc bởi cái không hiểu bởi vì nó cho nên mọi việc từ cái hành động đến mọi cái thì nó 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 có cái hiểu ví dụ như một đứa bé thì thực sự khi mẹ nó sinh ra ẩm nó có thể nó hiểu mẹ nó nhiều hơn người khác người khác nghĩa là ứng xử ừ, nó cũng ứng xử như mẹ nó nhưng mà nó không hiểu ừ. hoặc là cũng ôm nó nhưng mà nó sẽ khóc nó la lên nhưng mẹ nó ôm thì không bởi vì cái hiểu cái hiểu đây mình có thể nói là nó từ cái xúc giác từ cái cảm giác cái thọ ấm cho đến nó sanh ra cái chấp nhận của tư tưởng nhưng mà khi mà cái thọ ấm nó không có cái gì lạ thì tự cái tưởng ấm nó không sanh hoặc nó đồng nhất. Nghĩa là thọ tưởng hình thức trong cái ngủ ấm đó. Nhưng mà một người khác cái 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 thọ nó sai rồi thì nó sanh ra cái tưởng. Cũng như ví dụ như bây giờ người ta ăn uống hoặc sống gần hoặc là có thể đi nghỉ. Nhưng mà một người thân với mình thì nó không sao cả nếu một người lạ mà gần mình thì mình thấy tự nhiên nó khó, khó chịu hoặc là nhiều khi chưa khó chịu nhưng mình nó tự nhiên nó phản ứng bằng lời nói hoặc là bằng một cái cử động thô hay là gì đó cho nên mình có cái không hòa hợp không hòa hợp không có nghĩa là mình không hòa hợp nhưng mà mình bị một cái loại nghiệp tách rời ra một cái thói quen nó không không thuận không thuận với tất cả những cái cái động khác cái động này và cái động kia nó đầm nhau một cái động nhưng mà cái thói quen nó nó nằm trong cái cảm xúc và cái biết ví dụ như một người họ thân tình với mình họ nằm gần mình thì nó không sao nhưng bỗng nhiên có một người nào đó họ nằm gần mình hoặc là mình ngủ dậy mình thấy người ta gần mình thì mình rất là bực mình trừ những trường hợp trừ những trường hợp mà không thể bật mình bực mình được là cái trường hợp mình đi tắm cư, mình đi chạy giặt hoặc là ở trong những trường hợp đặc biệt bảo luộc đi tránh né này kia thì người ta hoặc là mình đi ngoài biển đồ mà này kia thì thật sự mình, mình tự nhiên cái đó nó mắc bởi vì cái chết sống nó sát nhau rồi cái, cái chuyện đó nó nó có thể nó có một cái gì đó mà mình không thể chấp ở cái tiểu tiết được cũng cũng giống như là mình có cảm giác nhưng mà mình giận như mình người ta nói là đi vượt biên hay đi đâu đó nước 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 cái thuyền ở trên nước mà họ không dám uống họ không dám uống nước bởi vì họ nói nước biển uống không được mà không có một người như vậy rất nhiều người cho nên họ sai nước biển uống được cho nên tôi có một lần tôi tắm biển đó. hồi xưa tôi cũng nghĩ vậy tôi tắm biển với một ông sư tôi lội ra ngoài một khúc tôi nói khát nước không? nước uống, uống nước này uống uống được ông sư nào hơi ngậm cộng mất bọn uống thế thì tôi cũng mới kêu tôi múc tôi uống nó mạng chút Nhà ông uống nó uống bổ tụi nó uống khóc nước chết chẳng học. mà thiệt sao đó không khóc nước cho nên đó là lần thí nghiệm mà 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 tôi nghe tôi tin tôi cũng đang khóc nước cho nên sau này nếu tôi đi tắm biển mà khóc nước tôi vẫn uống nước biển ông nó uống lại rất bổ nữa dễ tiêu quá nữa. thật sự đúng là trong cái chất muối mà nếu nó không nó không làm cho mình ấy thì thật sự nó là rất tốt nhưng mà người ta bởi vì không ai dùng nó cho nên mình không có cái kinh nghiệm chung mình không chấp nhận được nhưng mà đó là cái riêng mà tôi tôi tự thân tôi nghe lời ông sư ở dưới vũng tàu tôi đi tắm biển ông, ông nói tôi uống nước biển cho nên tôi khỏe vậy tôi không bệnh gì hết cả mà thiệt nó cũng có cái nghĩa đó bởi vì chất nước muối là một chất rất tốt nhưng mà bởi vì nó mạng bởi vì là mình nghi mình nói ai mà đi uống nước biển nước nước, nước mạng được bao giờ mình nghĩ là uống vô nó khát lắm nhưng mà thật sự uống nước, nước biển nó không có khát nó không phải là muối nó là ta lọc ra thành chất muối nhưng mà nó không phải là muối nhưng mà bây giờ mình uống nước muối thì nó là khác đó, tôi có mấy lần tôi như vậy cho nên bây giờ tôi tôi nghĩ mà nếu tôi đi biển là hết nước tôi bút nước biển tôi uống nó là một cái thật sự đúng là là một cái sự phát minh một sự phát minh mà một cái điều đó có lợi cho 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 con người cho loài người bởi vì có khi mình đi ghe đi thuyền đi trên biển này, này kia nó thiếu nước mà mình không dám uống, thì ít nhất mình cũng có thể uống vài khắc cũng được vài hớp cũng được. Thì tất cả những cái thói quen nó không phải nhất thiết là nó đúng. Ngay cả có khi cái thở của mình đó, mình thở ra, thật sự mình thở nó có một khúc vậy thì hít vô tới chứ lòng ngực thì chút chút đó. Cho nên nếu mà có người nào mà dạy mình thở đó thì có thể mình không tin. Người ta thở rất sâu, rất dài. À. Cho nên chẳng những cái thở như vậy đó mình biết đúng mình thở. Nó nó khỏe, nó, nó đem lại cái cái sinh lực, cái sức khỏe. Mà nó còn có một cái sự bổ của luyện tập lâu dài nữa. Cho nên mình mới thấy ra những cái trường luyện tập hay là những cái vấn đề khí công hoặc là nhất là trong các cái vị mà uh, cao tăng hay là các cái vị thiền giả hoặc cái gì đó thì họ có cách hoặc là những người luyện công hay là báo thuật họ họ còn thở cho tư rúng uh, cho tư nó, nó, uh, nó đi qua tất cả các quyệt đạo uh. nghĩa là ta, 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 thở cho tới cái việc là hội âm mà ta đi qua cái việc trường cường người ta đi dầm cả một dầm mà nếu người thở được như vậy thì không còn bệnh nữa hết bệnh và và người ta trở thành nó là một cái ngành cũng giống như là luyện khí tu tiên cơ thở thì nó nó qua cả cái việc nhâm bách nhâm mạch đó là đốc mạch <laughs> Nhưng mà cái gì mình không biết đó thì thật sự mình đầu tiên là mình phản ứng và mình không 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 có ý muốn muốn phát tâm muốn làm. Cho đến cái tinh thần cũng vậy nữa. Cái tinh thần cái cái suy nghĩ của mình đó thì mình không không bao giờ mình biết thật. Bởi vì mình nghĩ như vậy nó cái này có lý hay không có lý, cái này đúng hay sai nhưng mà có một người nào họ nói tất cả bạn đều sai nó tôi nghĩ đúng làm sao sai được nếu bạn đã nghĩ thì không bao giờ đúng cái đúng thì nó không có cái nghĩ mà cứ cái, cái nghĩ thì nó không đúng dù nghĩ đúng tức là nó chỉ một bên thôi còn cái đúng và cái sai nó khác nhau nó có cái cách đúng tương đối cũng như cái chân lý ở trong cái vấn đề phải trái trong vấn đề ở ngoài thì nó khác còn cái vấn đề đúng với cái chân lý để mà mình được bình an, mình thanh tịnh, mình khóc. thì nó khóc. Nó phải bắt đầu từ cái vô niệm. Nhưng mà chưa bao giờ người ta ta, ta định vị người ta thấy được cái chỗ vô niệm đó. Rất ít. Có chứ mà không, không. Nhưng mà người ta có thấy được thì cũng cũng không người ta cũng không có phát cái tâm để mà thực hành cái vô niệm đó lâu dài. Nhưng mà nếu mà người ta thực hành một hai lần mà người ta biết được cái cái rõ ràng như vậy thì người ta nó đã trở thành rồi cái biết nó nhờ cái sự xác định trong sự thật và nó an ổn và nó thấy được cái lợi ích lớn lao vĩ đại của nó cho nên dù giả mà người ta không có giác ngộ đi nữa thì thì cái từ hơi thở đó người ta có thể phát minh ra rất nhiều cái thiền bây giờ cái thiền họ phải bắt đầu tập luyện họ tập luyện nhưng mà họ tập luyện đến một lúc nào trong sâu xa nó thì họ mới thấy được cái, cái, cái chỗ tế nhị đó họ thấy được cái niệm trú tức trú ví dụ như sơ thiền thì niệm trú nhị thiền tức trú tâm thiền mạch trú chẳng hạn vậy đó. họ thấy được cái kinh lạc mà nó chạy chậm hay là nó đứng lại đó. Bởi vì bất cứ cái gì nó cũng đều từ cái sự xảy ra, biến đổi, khác đi. Thì thì nó mới... Cho nên khi mà từ tuổi trẻ chúng ta lớn lên là nó theo thói quen. Chứ không phải là theo cái hiểu biết. Từ cái thở, từ cái cha mẹ dạy hay là từ cái gì đó là nó theo thói quen, theo truyền thống, theo cái phong tục mà theo cái gì mà thói quen á, mà không biết thì đều là mê. Bởi vì cái, cái mê nó bước chịu cái 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 lực của cái gọi là cũng giống như cái cái lực đậm, cái lực chuyển hay là cái lực của cái biết nó mê. Thì bây giờ mình chưa nói đến cái ngộ, cái trạng thái ngộ là như thế nào bởi vì mình mình hãy biết cái mê là cái mình khi mình cái gì xảy ra thì cái đó nó hợp nhất với mình liền từ cái động cho đến cái tỉnh từ cái biết cho đến cái không biết thực nó nó đều là nằm trong cái mê à. cho nên ở đây mới nói là lớn lên trong cái mê lầm bởi vì trong cái mê lầm nó từ cái tính chất sinh hoạt của của vật lý vật chất cho đến cái tư duy nó đều là trong cái truyền thống của sự mê ví dụ có một người nào người ta nó sinh ra nó trở thành thông minh trí tuệ à, nó trở thành một cái tính chất cũng như là thiên tài thì cái đó là cái nó tự phát minh ra nó tự thấy được những cái cái cái, cái lực cái nguồn sống cái nguồn sáng của nó vì thế cho nên cái 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 sự phát minh đó thì người ta nói à cái cái vị này là do um, nó thông minh hay là do sự đời trước nó có học rồi cho nên bây giờ nó mới giỏi này kia thì cũng có thể có như vậy nhưng mà con người nó có khả năng không phải là bởi vì cái mà có như vậy đó là cái đó thì người ta nói đúng là do cái người đây đã học trước cho nên bây giờ học nó rất giỏi rất nhanh hoặc là người ta có thực tập có tu trước bây giờ tu bước rất, rất dễ ví dụ vậy đó nhưng mà nếu mình dừng đấy cái đó thì mình cũng không biết là mình đời, đời trước mình có tu chưa hay là trước đó mình có thực tập chưa mình quên đi mình không nhớ nhưng mà trong cái thực tại bây giờ đây nè ngay bây giờ này, nếu con người bỏ hết đi đừng có đừng có phân tích đừng có biện luận đừng có gì mà hãy yên lặng ở trong cái không không đừng có nghĩ tưởng đừng mà ở trong cái tâm của mình hãy sai lại và nhìn lại thực sự là cái gì nhưng mà mình nghĩa là cái trong cái ý của mình mình tự nhiên mình có cái muốn biết mình coi thử mình lặng lẽ mình coi đó chứ mình đừng có nói nó là cái gì hay là mình là ai là tôi là ai rồi này kia những cái đó nó cản trở lắm nó cái ý thức đó nó, nó làm cho con người mình Ví dụ bây giờ nó mình nói tôi là ai khi mình biết cái gì nên à đúng là tôi, tôi là cái này kia. Thì thực sự cái quan trọng là mình dứt cái tôi. Không phải mình dứt cái tôi là mình không còn thấy cái từ tôi đó nó sanh ra nữa. Nghĩa là mình không còn thấy có cái niệm nào, cái thức nào, cái ý nào, cái tình nào bậc mình không còn sanh thấy cái đó. Nó chỉ có cái thấy và cái giác mà thôi. Vì thế cho nên cái cái khởi đầu là mình phải sai vào bên trong chứ không phải là bên ngoài. Cái biết bên ngoài thì mình chỉ phát minh về cái cái sai trái về vật chất, về màu sắc, về bất cứ một cái gì nó thuộc về cái hiện tượng đó, bên ngoài thôi. Còn cái bên trong là nó chính chính cho nó chính cái mà mình gọi là mình đó. Cho đến khi thật sự mà nó phát minh được rồi thì nó sẽ không thấy cái mình. Tức là nó không nói cái tôi là hay là cái tôi như thế nào nè. Bởi vì nếu nó còn cái ý đó, còn cái thức đó thì nó làm sao nó thấy cái chân lý được sự thật. Bởi vì sự thật nó không có nhóm tụ được cái từ đó bao giờ. Cho nên một người giác ngộ, dù người ta có nói tôi, nhưng mà thật sự trong sâu xa người ta biết rất rõ bởi vì nếu không nói cái đó thì mình không có thể cảm thông với người khác được. Và nếu mình không, không dùng cái từ đó thì mình cũng không không có cái cái từ khác mà để thay thế vào những câu nói được. Cho nên bắt buộc mình phải nói. Nhưng mà mỗi cái từ nó cũng giống như là người ta nói cái ngón tay để chỉ vật. Hay là cái, cái ngón tay để chỉ trang ta thấy ngón tay cái hướng của ngón tay nhưng mà phải từ cái mũi chỉ của ngón tay thì mình mới thấy cái trang còn nếu mình thấy ngón tay thì không bao giờ thấy trang được cả cũng như mình thấy cái ngôn ngữ cái danh từ hay là cái chữ nghĩa thì mình không không thấy cái khác được ngay cả kinh điển hay là giáo lý gì cả mà nếu mình chấp lý chấp sự mình cố chấp theo cái cái tính chất suy luận biết của mình thì mình cũng không bao giờ thấy được chân lý cho nên thấy chân lý là cái tính chất nó giác ngộ nó có thể giác ngộ từng phần giác ngộ chứ không nhất thiết là nó giác ngộ một cái là trở thành phật liền cũng như khi mà mà đêm nó đã tàn thì mình thấy cái sự mơ hồ của bóng tối nó không còn đậm nữa nó từ từ nó tản ra nó, nó mất cái cái, cái bóng đêm, nó mất đó là không phải là nó mất nhưng mà cái ánh sáng ở đâu đó nó tràn tới, cái bóng đêm nó tự biến đi, mà cái, cái 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 đêm nó đã tàn thì gọi là cái ngày đến nhưng mà thực sự cái ánh sáng nó đến, khi ánh sáng nó đến thì cái bóng tối nó mất, cho nên khi con người mình thể có cái biết mà nó sanh rồi thì những cái vọng tưởng lắm nhặn nó tự nhiên nó mất đi. Ừ. Cho nên cũng thì có biết nhưng mà người ta lầm lầm là biết gì? Cái biết đó người ta kèm với một cái cái chủ khách, khách thể. Cho nên nó có người biết, mà có người biết thì đâu có thể biết được. Bởi vì cái biết là nó nó thấy sự vật không tên và đồng thời chính cái thấy của nó là cái biết chứ nó không có cái tôi biết nó đâu có cãi lộn với ai nó đâu có phân tích nó đâu có dành tranh giành cái gì đối với ai mà nó nói tôi đâu cho nên trong lúc đó nếu mình thấy nó là một cái giống như mình lý luận nhưng mà thật sự mình thấy một chút xíu nó có thể mở ra cho mình một cái chân trời rất là lớn bởi vì cái cái chân trời đó là nó không có cái cái điểm dừng nó không có cái cái dấu vết của cái sự đứng lại của cái cái, cái, cái nghĩa là cái không gian mở nó nó không có cái giới hạn nổi cả nghĩa là nó không có cái tôi là hay là tôi biết hay là tôi đi tôi đứng gì cả thì trong lúc đó nó không thể xảy ra cái sự phân biệt giữa cái này và cái kia có thể một cái lúc nào đó nó phân biệt do cái tính biết của nó chứ không phải do cái tính toán nó hai cái sự cái tính toán trong sâu cái thức của mình đó nó gọi là phân biệt thức còn cái biết người ta nhìn qua ta biết đấy một lúc nào người ta có cái tài cái thiên tài thì ở ngoài người ta cũng biết người ta cũng biết nhanh hơn cái đếm nữa cho nên có những người họ biết về cái cái ngành nghề của họ không có họ học nhiều có thể họ học xa qua là họ biết nhiều họ học ít mà biết nhiều cũng như hồi đó tôi mới học tiểu học thôi nhưng mà mà tôi đếm số này kia tôi làm toán nó còn còn không bằng bà già tôi nữa bà già tôi bác không có đi học nhưng mà bà, bà đếm rất là nhanh đếm là nhanh còn ở ngoài chợ có một cái bà đó bà, bà, đếm bà đếm nhanh mà đếm bà đếm ví dụ như một cái cái nguồn nghĩa là đồ bây giờ như là có một cái trại gọi là trại trầu tất cả cái nguồn trầu từ trà bồng họ đưa xuống nó có hàng chục mấy chục bao lớn lớn mà người ta phải đếm trong đó người ta quấn từng gói từng gói mà người ta đếm hai tay cái tay ta bóc mà không phải bóc một từng cái họ bóc hai mà tới họ bóc ba có người họ bóc bốn ba có đếm, đếm đếm họ bóc, mỗi đếm có thể là nó hàng bao nhiêu mấy ngàn gói như nếu mà mình mình đếm một cái là nó lộn liền mình đếm quá cái số ngàn số vạn ức kia cái thì nó nó lộn mà vừa vừa bóc đếm bóc đếm hồi nhỏ tôi đứng tôi thấy miệng thì cũng có lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà cái bà này thì bà không có học bà ôm bóm mà bà, bà, bà coi cũng như là bà thầu cái cái trại đó khi người ta đem ta chở từng bao từng bao xuống là bà đếm bà đếm lại bởi vì người ta có cái bó bó từng gói từng gói tôi đứng hồi còn chút xíu đứng tôi theo bà bóc một cái hai gói ba gói bóc bóc cái này bà dục cái này không bà đếm nhanh 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 vậy đó mấy gói này tới bao này tới bao kia mà bà không có ghi số bao giờ tôi nói lạ Lúc đó mình thấy giỏi thôi chứ Còn mình không có nghĩ là bà phải làm gì làm gì Nhưng sau này tôi mới thấy Con người này nó cũng rất lạ Bởi vì cái làm ăn của họ nó quen thuộc Cũng, cũng giống như có những người quen mà Họ đếm tiền Họ đếm đến những mình nhanh mà mình không thấy kịp Nó giống như máy. vậy đó. Cho nên cái tâm của mình đó, Nó không có hạn chế Nó không có bị ức chế chỗ nào cả nếu cái chỗ nào mà mình ở trong cái thức mà mình có cái điểm dừng cái điểm gì đó tính toán thì thường nó hạn chế cũng như cũng như cái 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 mình nói đẹp được sự vật đẹp mình thấy mình phân biệt còn cái đẹp mà người ta thấy đó có khi không phải là phân biệt nhưng mà người ta thấy một cái tự nhiên nó rực rỡ người ta thấy nó đẹp nhưng mà không phải phân biệt giữa hai cái phân biệt và vô phân biệt đó mà nó đều có một cái là nhận định nhưng mà cái 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 không phân biệt thì nó có cái chiều rộng hơn không gian rộng hơn và nó nó chính xác hơn và đồng thời nó không có dư tàn ở trong tâm những cái biết còn cái nhận định mà do phân biệt do tính toán thì nó nó còn lại ở trong tâm mình một cái gọi là cái biết cái trình độ cái, cũng như cái giỏi cái dở cái gì đó cho nên từ từ cái đó mà mà chúng ta thể thấy cái cõi tâm của mình nó rất kỳ diệu nó không phải như mình tưởng mình biết nó nhưng mà không biết nó bởi vì mình biết nó mình chỉ biết cái giới hạn cái ứng dụng thôi cho nên cái không giới hạn đó đó nó có từ khi nó mới sanh. Nó mới, mới mới sanh. Nhưng mà cái mới sanh đó nó cũng không có phân biệt hay là không phân biệt, nhưng mà nó ở trong cái tính biết. Nó tính biết của một đứa trẻ con. Nó biết. Cho nên nó biết thành nó chỉ phản ứng nhiều hơn là suy nghĩ. Nó cười hoặc nó khóc chứ chứ nó không nói nó là cái gì bởi vì nó chưa biết nói và nhỏ quá thì nó cũng chưa có phân biệt là cái gì cũng như nó bị con kiến cắn là cái gì nó khắp, nó rá lên thì chứ cần nó không biết cho đến nỗi nó lấy cái tay mà nó chà như đó nó cũng chưa biết nó chưa ý thức rõ cái thân thể của nó cái đầu hay là cái đít cái chỗ nào ấy cả cho nên chúng ta nói cái này để làm gì để chúng ta thấy lại cái tính biết của mình, cái sự phân biệt mình đó. Cho nên lần lần chúng ta mới thấy cái tâm của mình nó vượt qua tất cả cái ranh giới, cái giới hạn đó. Cái giới hạn đó là cái giới hạn của của truyền thống con người thôi, chỉ cái nghiệp con người chỉ quen thuộc. Và vì cái phân biệt đó nó bên ngoài thì nó phân biệt cái số đếm, cái hình dạng này kia còn trong bên trong cái tự tính phân biệt đó cái tính phân biệt đó nó làm mờ lu đi cái thực tánh của cái bản thể bởi vì cái bản thể cái, cái tâm của mình là không có phân biệt vì thế cho nên từ những các cái vị họ tu chứng hay là họ thiền định đó thì cái cái cái, cái, cái thức đó nó lần lần nó giảm lần nó mất lần

Cái thức thứ tám nó chuyển thành thức gì? Đó. cái thức thứ tám là nó là một cái cái hàm tàng nó nó chứa đựng nó 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 tất cả gì nhưng mà khi mà nó sáng ngộ lại nó trở thành một cái đại viên tức là một sự tròn sáng chính cũng cũng cái đó nhưng mà cái đó nó trở thành một cái tính chất cũng như lung linh linh động thanh một cái sự sáng suốt chứ chứ nó không không phải là nó nằm ở trong cái tính kế mà có thể tính toán có thể hạn chế được cho nên nó là cái vô phân biệt còn cái thức thứ bảy là cái cái mật na phải là cái gì à, mật na là gì là cái chấp là cố chấp rồi mình biết cái gì là nó dính vào cái 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 tâm mình nó, nó dính vào cái số đếm nó dính vào cái tướng trạng và và cái tướng trạng hay là cái số đếm đó nó là nằm ở trong một cái cái bằng tính một một cái cái tính chất mà nó 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 tạo thành một cái ô vuông một cái khung của nó cho nên nhưng mà đến khi mà nó giải tán cái đó thì tự nhiên nó nó trở thành một sự ứng dụng tức là từ từ cái chỗ chấp nó thành không chấp từ cái chỗ thấy đó mà nó trở thành một cái sự cái biết đó cho nên cái cái biết là nó trở thành biết trở thành cùng tất cả chứ nó không phải là có một cái biết biết về nó à, cho nên nó là cái 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 đại viên kính ha đó, tức là cái tức là hả bình đẳng tinh trí nghĩa là nó không còn phân chia rồi. còn sáu thức trước sáu thức cái dự quan tức là từ cái phân biệt bây giờ mình thấy rằng cái cái mình mình phân biệt nè mà bây giờ mình không phân biệt mình không biết nữa nói chuyện ví dụ như bây giờ mình thấy một okay, cái mình 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 phải đếm nhưng mà có người họ giỏi họ thấy họ nói ví dụ như tôi sợ đọc sách đó tôi thấy ví dụ Napoleon đó, ông Ông nhìn một đám quân, ông có thể biết bao nhiêu người, mà ông có thể biết một cách rất là nhanh, biết liền. Đó, đó là những người thiên tài ở ngoài đó. Cũng như hồi đó tôi có quen một người đó. Anh ta đọc sách một lần là anh ta nhớ thôi. Không có tới hai lần. Nhớ hết. Và, và có thể là cái, cái cái năm mà từ 10 tuổi, 15 tuổi đó, thì những cái, cái sách mà như cả cái trình độ trung học, đại học là anh đã qua hết rồi. Cho nên gọi là thiên tài. Và không phải là cái cái chữ nhớ và về cái, cái, cái ngôn ngữ hay là cái cái từ, cái cái, cái sư phạm không. Nhưng mà biết cả cái triết lý đó nữa. Biết cả triết lý. Ví dụ chẳng hạn như người ta đến lúc nào người ta bước, bước học về ừ, triết lý. Chẳng hạn như bắt đầu À, từ cái Plato, Socrates, rồi bậc Nida, Heraclit, rồi gì kia. Nhưng mà anh chỉ đọc qua một lần là anh biết hết và anh vượt qua cái đó. Rồi cuối cùng anh đọc cho, cho tới Rishonti, tới tới, tới Nis, thì tự nhiên anh mới thấy được cái, cái chân lý đó. Người ta, ta đọc gọi là ta đọc một biết mười hay là ta đọc một cái là ta biết hết. Mà cái, cái biết đó là cái thông sáng nhưng mà còn cái là người ta nhớ À, ví dụ bây giờ mình cầm một cuốn sách Mình có thể giải cái chương đó Mình nói là không biết cái chương đó thuộc về chương nào Nó nói cái gì Cho nên sách nào cũng đọc qua một lần biết đó. Cho nên cái điều kỳ diệu Nếu mình không có quen thân Mình không có mục đích thật sự Cái người đó mình nói chuyện Thì nhiều khi mình ngờ ngỡ Mình thấy chuyện đó cũng khó tin lắm Nhưng mà có những người họ tài đến mức đó đó trên lúc đó tôi 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 rất là phục tôi rất là kính trọng cái người đó ừ. cho nên do như vậy cái 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 tánh biết của mình đã thật sự trong tất cả mọi người mình đều có nếu không vậy là khi người ta đắc thì người ta chứng đạo thì người ta cũng như vậy nhưng mà con người này có bản chất nó có lẽ là như mình nói theo thông thường thì có lẽ là đời trước họ đã tu chứng họ đã có một cái loại tâm đó như như vậy đó cho nên nhưng mà chúng ta lớn lên đó, ở đây nó lớn lên trong cái mê lầm. Cái mê lầm là chúng ta cũng như từ cái chấp tướng, từ cái mà chúng ta một cái gì đó chúng ta không có cái biết, không thấy được cái biết mình, cho nên nó gọi là mê. Cũng như bây giờ mình mình nói tôi đâu có biết, không biết. Cái cái không có gì hay là người ta nói là mình cũng nói tôi không biết là cái ý chừng mình nó không biết cái mà bạn đang nói nhưng mà cũng có nghĩa là tôi đang có cái không biết thì trong đó người ta nói cái cái nó thông dụng thì ta nói đúng nhưng mà nói về cái lý thật thì người ta nói sai nếu không biết thì tại sao người ta lại biết mình không biết bởi vì cái biết không phải là nó biết cái gì cái biết cái gì nó nó thuộc về một cái khác nữa nó thuộc về một cái loại ký ức khác ký của cái bộ nhớ của bộ cái cái ký cái, cái, cái ức thời gian còn cái biết gọi là mình thường gọi là cái tính biết đó, thì thật sự mọi người đều có nhưng mà mình tính thức lên thì mình mới thấy nó còn không tính thức là mình nói mình biết nhưng mà mình mình nói tôi đâu có biết gì đâu hoặc là tôi biết cái đó biết kia luôn luôn mình bị bám víu vào trong cái tướng trạng cái hình thể hay là cái sự kiện hay là cái gì đó nhưng mà mình mình vì mình quá chú trọng đến cái sự sai biệt đó mà mình mất cái cái, cái tính chất đồng thể viên mãn cái, cái, cái tính chất nghĩa là nó vượt ra ngoài cái đó cho nên dù mình biết cái kia có bao nhiêu đi nữa mình giỏi đi nữa nhưng mà sẽ không giải thoát còn nếu mình biết được cái tánh biết thì nhất định mình sẽ giải thoát. Bởi vì mình biết biết được cái tánh biết nó cũng ngon là nó ngon là mình biết hết và mình mình cũng, nó cũng ngon là mình mình cũng như không cần cái biết đó nữa. Và bởi vì nó là cái biết đời sống trong này có người nó không có cái không biết. Nhưng mà bởi vì mình tính toán theo thời gian, theo không gian, theo vật thể, theo sự tướng đó, thì con người nó có cái cái biết nhiều, biết ít, tức là mình tính theo cái số đếm, số lượng, chứ không phải là mình nói cái biết. Cho nên biết bao nhiêu người mà họ không không có giỏi, họ không có biết, nhưng mà họ là biết những cái khóc. Có những người nông dân mà là họ giỏi, họ biết những cái khóc. Mình nói họ không học họ không đi học nhưng mà có khi họ là học những cái khác cái cuộc đời này thì tất cả mọi người đều có học người ta không học cách này không học cách kia ngay cả những cái 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 cô bán hàng ở ngoài chợ thật sự họ cũng học chứ họ cũng khôn ngoan trong cái nghề nghiệp trong cái ngành buôn bán của người ta này kia bây giờ biểu một người trí thức mà ngồi lại đó bán mình nói như là mình nói nó hơi thô ngồi lại mà bắn cá bắn thịt chứ, thì họ đâu có làm được tự mình có cái cảm giác là, ồ cái này nó, nó nó xấu nó tầm thường hay là nó hạ lưu hoặc nó bình dân hoặc nó gì đó quá này kia mình chỉ biết những cái văn hóa con số và ở trong cái cấp đại học trở lên cái này để biết làm gì nhưng mà dù mình có biết hay không biết là mình vẫn vẫn liên kết với nó mình vẫn viên kết trong cuộc sống trong cái sự cách này hay cách kia hình thức này hình thức kia mình vẫn cần nó ừ. cũng như mình không không biết cài biết cái mình không biết làm trong nông vụ nhưng mà mình phải ăn mình phải thưởng thức mình phải hưởng cái đó mình bắt buộc mình không có nó không được ví dụ mình không có hột gạo thì mình không có đồ Không có cái vật thực chính để mình ăn đó. Cho nên mình <laughs> Gọi là biết ăn thôi Chứ thực sự mình biết làm mình không biết làm Nhưng mà không phải là cái biết đó Bởi vì người ta không làm Thôi thì người ta không biết Chứ nếu làm thì người ta biết thôi chứ đâu Không có cái gì mà người ta Không làm thì có khi cũng biết Ví dụ như tôi Tôi nghĩ rằng Ví dụ nếu tôi không đi cài Đi cấy đi gạt nhưng tôi đứng tôi nhìn người ta thì tôi nghĩ là tôi có thể làm được chứ không phải là không được. Nhưng mà tôi không làm thì tôi không biết. Hoặc là có người họ chậm hơn, họ phải tập một đôi bữa hay là làm việc gì đó thì họ mới biết. Cho nên tất cả cái biết đó tức là biết bên ngoài, còn cái biết bên trong cũng vậy, biết bên trong một thiền giả hay là một người cao siêu hay là một người kiến tánh là bởi vì họ nhìn vào bên trong họ quan sát bên trong thì tự nhiên họ đã biết thôi bởi vì nó người kia họ không biết không thấy được là bởi vì họ không làm như vậy hoặc là họ làm sai hoặc họ làm mà không có thầy chỉ rồi họ tự ý và trong đó nó có cái chất bẩn ngã tự hào tự đại tự tôn thì người ta có khi họ biết một chút thì họ cảm thấy đã đủ rồi đã biết rồi cho nên do như vậy họ không có biết cái cái, cái đại cuộc đại thể của nó như thế nào à. nhưng mà cái cái tánh biết của họ họ biết họ kèm theo cái vật hay không vật chứ còn cái tánh biết thì ai cũng như nhau nó có thể sáng hơn một chút nó tối hơn một chút cũng như khi có ánh sáng thì người ta đều thấy nhau nhưng mà cái sáng nó sáng mạnh ừ, cũng như là khi mà mặt trời nó lên nó rõ ràng một chút còn mới mặt trời mới lên nó chậm một chút nhưng mà người ta vẫn vẫn thấy vẫn biết cho nên cái tâm của người là nó có cái sự thấy biết Chứ không phải là không thấy biết Nhưng mà mình nhận nó ngay từ ban đầu Mình biết cái biết mình thì cái biết nó sẽ lớn lên Còn nếu mình không có cái biết đó, thì mình tưởng là mình không biết Mình tưởng mình không biết tức là mình biết mình không biết Tức là mình biết cái, cái, cái không biết đó Nhưng mà mình lại biết cái không biết Chứ không phải là mình biết cái không biết Nghĩa là mình không có biết mình cái mình đã biết mình biết cái biết và mình cũng biết cái không biết nghĩa là mình biết cái biết là cái có dù cái có đó bằng tinh thần bằng tâm bằng gì đó nó cũng là có cái tướng dù là tướng mình tưởng tượng cũng là sanh tướng còn cái biết mà tâm á tức là nó không có tướng mà nó lại là chính là cái biết nhưng mà mình không nghĩ là cái biết là tâm cái biết thì mình nói lấy cái biết mà tìm tâm thì tìm ở đâu bởi vì nó làm sao mà tìm mà có Ngay có cái tâm thật mình nó còn không có <laughs> Nó chỉ có cái quả tim bằng thịt thôi Thì cái đó nó đâu có phải giác ngộ hay không giác ngộ ừ. Nhưng mà bởi vì mình sanh Mình sanh ra cái đúng, cái sai, cái phải, cái quấy Mình sanh ra cái thiện, cái ác Đạo đời mình mình sanh ra Từ cái sanh đó cho nên nó mù loà Nó che lấp hết cho nên cái sanh đó nó từ bên trong nhưng mà nó là kết tinh với những cái hiện tượng ở bên ngoài và những cái nghĩa lý tiếng lời hay là ngôn ngữ rồi này kia thì hoàn toàn nó là ở ngoại vi còn cái biết cái biết mà để thấy tánh thì cái đó nó không cần tất cả những cái không vẹt đó mà nó chỉ biết biết cái gì mà thật sự không thể diễn tả được không thể nói ra lời được và cũng không có một cái tướng trạng mà để phô diễn để trình bày được thì cái đó là cái biết của nó cái, 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 chức năng của nó nó có thể biết đó cho nên bồ đề đạt ma mới nói là phật tánh bất tùng tâm ngoại đắc tâm sanh tiện thị tội sanh thì cái phật tánh nó không phải là đắc ở cái biết cái bên ngoài nhưng mà bởi vì mình sanh tâm thì tự nhiên nó mê muội rồi mình sanh tâm là bắt đầu mình sanh niệm, sanh nghĩ, sanh tình, sanh ý, sanh cái biết và không biết. Cho nên gọi là sanh. Còn cái không sanh là cái không sanh không phải không có cái gì hết. Nhưng mà nó không có những cái sự ồn ào, nó không có cái tướng trạng của cái thức sanh. Cho nên gọi là vô sanh. Cho nên gọi là bất tùng tâm ngoại đắc. Không phải từ cái bên ngoài Bên ngoài là ngoài tâm hay là bên ngoài là cái suy nghĩ, cái tính toán này kia nó thuộc về cái tương đối. Còn cái bên trong là cái không có tương đối. Bởi vì không có tương đối thì nó cũng như không có tuyệt đối. Bởi vì nó cũng không thể có cái không luôn, cái có và cái không. Nhưng mà hễ cái tâm sanh thì là tội sanh. Bởi vì tâm sanh thì pháp sanh, tâm sanh thì chắc sanh vật sanh. Cho nên nó tâm sanh tiện thì tội sanh thì nghĩa là cái tâm mình sanh thì cái cái tội cái tội là bởi vì cái chỗ sanh còn cái tâm là nó là vô sanh. Cho nên khi người ta biết được cái đó, người ta hiểu được cái đó thì gọi là vô sanh. Vô sanh thì thì đó là cái pháp trọn vẹn, cái pháp đầy đủ, gọi là pháp nhãn vô sanh pháp nhãn. Cho nên người ta tu mà lần hồi lò mò lò mò leo thang. Thì nó, nó phải thuộc về tới Bồ Tát, tới Thất địa, Bát địa mới rõ ràng. Nhưng mà một người họ đi tham học, Họ đi thiền, Thì cái ông thầy, Ông chỉ thẳng, Cho nên gọi là chỉ thẳng nhất tâm, Chỉ thẳng vào cái không tâm, Cái nhất tâm đó. Nhưng mà mình đừng có bị cái tưởng tượng đi trước, Đừng có bị ý nghĩ, Đừng có bị cái thức đi trước, Thì tự nhiên ai cũng có thể thấy điều đó bởi vì cái đó là cái thấy cái thấy nó giác ngộ nhưng mà khi giác ngộ rồi thì cái thấy nó cũng bằng không còn cái không thấy mà mà tâm mình sanh hoặc là sanh niệm sanh ý sanh nghĩ thì cái đó không phải là tâm cho nên nó tâm sanh tiện thị tội sanh thì phật tánh bất tùng tâm ngoại đất phật tánh nó không phải ở ngoài dù ở trong mà mình sanh ra nó cũng là ở ngoài cho nên ở đây mình muốn nói Chỉ cũng giống như cái bí quyết giống như cái công thức giống như như vậy đó thì biết cũng, cũng như nó nó là nó tâm hay là hay là cái thấy nó hợp nhất cũng như nó giống như ví dụ một con số nào mà mình đừng có viết ra mình đừng có cái tướng ví dụ con số một nhưng mà mình đừng có nói một mình nói một với một đừng có nghĩ thì nó là gì bởi vì mình nghĩ thì nó nó thêm ra cái số cảm tính toán một với một là hai ví dụ vậy đó thì nó đâu đúng nó con có một và một mà nó đứng đó mà nếu bạn đừng có nghĩ đừng có tính toán thì nó là bao nhiêu thì bây giờ có một trăm một ngàn số một viết ra nó cũng là con một bởi vì nếu như vậy đừng có cộng lại thì con một đó nó đâu có tự biến được nó đâu có nhập lại hai đứa nó nhập thành con số hai được đâu cho nên tự mình sanh ra cái mình nói mày với mày là hai nếu mình nói nó biết nói nó nó tôi sanh một mình thôi chứ tôi không có sanh đôi đó cho nên hai thằng nó rõ ràng chứ không phải là nó một có thể là nó nó là hai nhưng mà cái hai đó là cái biết chứ không phải là số đếm nếu mà trong cái biết á cái biết mà nó không bị số đếm thì nó vẫn có cái một là cái thấy như thật cái thấy như chính cái thấy còn hai là cái thấy nhưng mà không phải là không biết nhưng mà cái biết này nó lặng lẽ lạ, chứ nó không nổi lên nó thành ra cái tư tưởng nó thành ra có số đếm nó thành ra cái thức ở trong tâm thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mình nghĩa là nó vô tướng cũng như cái biết nó không phải là cái cái ý nhóm cái chữ biết nó cũng có nghĩa là cái ý thức nghĩa là cái thức cái thức nó là cái biết nhưng mà đồng thời cái biết mà cái cái biết bình thường nó là tâm nhưng mà chúng ta không dám nhận đó là bởi vì chúng ta thường thường chúng nó cái biết thì mình hay nghĩ là mình biết hay không biết mình biết cái gì và không biết cái gì đó vì cái chỗ đó cho nên mình không nhận tâm cho nên mới nói khi mà người ta, người ta sanh đứa nhỏ lên lớn lên là cái người cha mẹ đó không nghĩ là đứa con đó nó có cái biết nhưng mà người ta phải dạy nhưng mà khi tính chất dạy đó nó có cái sự khẳng định vào trong cái danh từ vật chất hay là một cái gì đó làm cho nó thấy cái cái món đó là khác ví dụ như bây giờ hỏi à, cái này là cái gì Cái con thấy cái này không thì nó thấy nó cười hoặc là nó thấy nhưng mà mình hỏi cái này là cái gì á thì thật sự là tự mình gây cho nó một cái một một cái tính chất sai lầm cái gì là do mình so với cái khóc. ví dụ mình cái này với cái này thì mình mình bước phân biệt mình nó hai cái nó khác nha. chứ mà cái này không thì nó không khác cho đến khi nó hiểu được cái này là cái này không phải là cái cái, cái khó, không có số đếm mà nó không cũng không có cái tư tưởng của cái này nữa thì hai cái nó là một nó không phải là một nhưng mà nó không có cái sự phân chia không không có sự phân tách không có cái thấy khác không có nghĩa là không có niệm khác không có nghĩ thấp thì hai cái này nó không nói là một nhưng mà nó cũng không thể nói là hai cho nên nếu mình thấy đúng cái vật thể trước mắt mình thì nó không có số đếm có số đếm là do cái cái đầu óc mình lăng nhang lăng nhang lăng nhang mình nghĩ ra có khi mình nghĩ nhanh mình nhìn là mình thấy ở ừ, cục đá hay cái nắp hay này, cái gì nhưng mà nếu đừng có nghĩ trong cái mình không nghĩ mình thấy thì nó đúng với cái chân lý, nó rất là gũi Cho đến lúc đó mình gọi là vô phân biệt trí. Trong cái trí phân biệt. Cái đó nó chuyển từ cái thức nào của ông quán, thức nào trở thành vô phân biệt trí chính là căn bản trí. Mình tâm nói là cái đầu tiên mấy cái thì cái nó phân biệt, phân, phân biệt là coi như là ban đầu là đại viên cảnh trí chính rồi nó sinh ra là y tha mà từ y tha nó có sinh ra phân biệt đó, mà, y tha thì nó là vô tánh là sanh vô tánh còn phân biệt là tướng vô tánh còn đại viên tánh trí là thuộc về chân thật nó là để nhắc nghĩa không là đủ mắt nghĩa vô cũng như nó không có có nó tự thể chính đó. Đó là, nó đó nghĩa là nó từ cái phân biệt đó Nếu mình hiểu được thì nó trở thành cái vô phân biệt Cũng như một con người Ta phải đếm Ví dụ như từ 1 tới 10 Tới trăm tới số ức số tỷ Nhưng mà có một con người Khi nó quen quá rồi đó Thì nhìn cái biết con số Ví dụ tôi nhìn Thì tôi nói à, Con số này là số ngàn Số trăm số ức số tỷ Nó ngầm nó biết nó đếm nhưng mà ví dụ bây giờ cô ông bán cô học giỏi hơn ví dụ đó cô nhìn cái số biết ở ừ, cái này là 10 tỷ trăm tỷ hay là một tỷ tỷ cô vừa nhìn con số là cô biết bởi vì cô học văn toán nó, nó giỏi hơn tôi thì cô nhìn cái cô biết còn tôi nhìn tôi biết chậm hơn tôi học cái lớp dưới tôi phải đếm tôi phải coi kỹ là tôi biết đây à, tôi đây là 10 tỷ ví dụ đây nhìn con số ta nhìn một cái ta quen ta biết này đó. cho nên cho nên cái biết này nó bắt đầu từ cái 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 học từ cái biết từ cái tính toán từ cái đếm nhưng mà người cái thiên tài hoặc là người giác ngộ người ta nhìn sự vật thì nó không có cái đếm nó không có tính toán cho nên hai cái nó khác nhau gọi là trí phân biệt và vô phân biệt chính cái vô phân biệt nó trở thành cái tâm thức còn cái phân biệt nó là cái thức biến từ tâm mà nó biến ra thức à. cho nên ví dụ bây giờ từ cái bàn tay tôi nắm này không cái gì đó nhưng mà khi không rồi nó cái bàn tay sau là có, có ngánh ngánh ngon ngón này thì tôi nói à bàn tay ai cũng có năm ngón thì tôi mới đếm một hai ba bốn năm ví dụ nhưng mà ví dụ một đứa nhỏ mà khi lớn lên nó cũng không nghĩ là bàn tay có mấy ngón nhưng mà đến khi nó biết đếm nó đếm một hai ba bốn năm ví dụ nó đếm từ cái số đếm mà nó nó có cái ngón tay. Chứ bây giờ mình hỏi con mèo hay con vật mày có mấy cái tay mấy chân nó đâu có. Nó nó không biết, nó không biết nhưng mà nó dùng được. Nó là chính nó là cái biết cho nên nó cái tay cái chân của nó chỉ dùng thôi. Chứ không phải là nó để biết. Cho nên do như vậy nó ít có vọng tưởng hữu mình nhưng mà nó có cái loại vọng tưởng của cái giống loài nó khác. Ừ. Cho nên chúng ta thấy vậy, thành bây giờ mình muốn đi trở lại cái cái chính nghĩa, cái chính tâm, cái 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 sự thật thì mình phải rời phân biệt. Rời phân biệt, bắt đầu mình từ cái cái nhìn cái nhìn mình thấy mà không có phân biệt. Nhưng mà mình không phải là mình nói đừng phân biệt hay là không phân biệt mà mình thấy cái không phân biệt dù bây giờ mình vừa thấy cái phân biệt thì mình thấy phân biệt, mình thấy từ phân biệt chứ không phải là cái số của sự phân biệt cái tướng của sự phân biệt mà mình thấy cái bị phân biệt rồi ngược lại mình thấy cái không phân biệt thì mình sẽ không phân biệt có cái trong cần phải tính toán hay là đếm đo thì mình phải phân biệt nhưng mà mình biết được cái nguồn gốc của tâm là không có sự phân biệt phân phân biệt cái này thì cũng không phân biệt cái kia thì cuối cùng cái đầu nó không có phân biệt thì cái thức nó chuyển thành trí tức là cái ánh sáng của nó rọi tổng thể thôi nó là nó... cũng như cái ngọn đèn Bây giờ mình nối nhiều ngọn đèn trăm triệu ước ngọn đèn thì nó sáng lớn một ngọn đèn thì nó sáng nhỏ nhưng mà cái mặt trời nó rọi một cái thì cái ánh sáng nó trăng hoài nó đi hoài thì cũng như cái, cái cái tâm của mình nó nhìn sự vật nó thấy một cách tính chất tổng thể hết này kia đó nhưng mà tự mình muốn biết cái này là cái gì cái kia cái gì và mình phải biết đó là để mình dùng mình tham hay là mình hiểu này kia thì nó mới sanh ra cái thức đó nhưng mà nếu nó sanh ra cái thức đó nhưng mà mình vẫn biết cái chưa sanh thì mình vẫn vẫn có khả năng chứng ở trong cái cái bất sanh cái vô sanh cho nên con người là thật sự con người là bất sanh con người là vô sanh còn cái sanh tức là cái tặc cái, 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 nó là cái, cái cái tập tính hoặc là cái nghiệp vì sao vì khi mà người ta tu định người ta tu cuối cùng thì người ta nó giúp được cái phân biệt cho nên nó bưới đắc cái, 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 cái cho hầu như cái tha tâm trí hay là tất cả tấm thức thành bốn trí phạm công quán Ừ. cái phân biệt nó từ cái gì mà mà không thanh là cái không phân biệt đó Cái ừ. phân biệt là từ con là lần đầu cái tâm của mình đó, nó thanh tịnh là lựa riêng tỉnh trí là là chân tánh nó sinh khởi lên gọi là dớt và bắt dớt bắt dớt khi nó sinh khởi cái y tha cái y tha thì nó không từ tánh vì nó nương ra cớ khất mà nó có cái tánh thanh gọi là thanh vô tánh là vì không tự nó sanh mà nó nương cái gốc nó sanh cho nên là sanh vô tánh còn cái phân biệt đó là nó nó dùng cái y thơ này cái, nó phân biệt là cái tướng cho nên, nên cái sanh nó là không mà nó không có thật tính mà cái tướng như vậy thì tướng nó cũng không thật cho nên, nên cái phân biệt đó, nó là phân biệt tướng thì tướng nó là vô tánh đó. y thơ là sanh vô tánh mà phân biệt cái là tướng vô tánh đó. còn cái kia là điểm nhất nghĩa vô tánh ví dụ như uh, tôi con mắt quang nào đó tôi nhìn tôi nhìn một lắm, tôi biết mấy người nhưng mà tôi nó không biết làm sao mà mình biết đó là mấy người thì tôi hỏi à, à, ví dụ bây giờ tôi con quán làm sao biết cái đó thì con nó phải đếp phải tính một hai ba bốn năm sáu từ cái tính đó từ cái phân biệt đó mà cuối cùng mình biết cái tổng thể đây là 10 người hay hai chục người cũng có người họ nhìn họ không đếm mà không biết nhưng mà cái cái đếm này nó nó đủ cả hai cái một là nó sẽ không còn nghi mình đếm đúng hay đếm sai và thứ hai là cái sự chính xác đó cái, cái tâm của mình cho nên nó gọi là mình có học thì có hành và có chứng nó tốt hơn còn con người ví dụ trong cái cái cái, cái mình không học mình cũng có thể chứng được nhưng mà cái cái chứng đó nếu mình không đến một cái sự hoàn hảo thì nó còn một cái sự nghi bởi vì trong cái tí tiến trình của cái sự tu chứng nó gọi là văn tư tu văn là mình phải nghe phải hiểu tư là mình phải qua cái duyệt của tâm thức của mình à, Tâm tư của mình và cái tu là cái sự lật ngược là chuyển chuyển hướng à. À. cho nên mình ví dụ như mình chế tác một cái bộ máy hay là mình phát minh ra một cái gì đó nó rất nhiều cái chi tiết nó nó chính xác thì cái 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 sự ứng dụng của nó nó mới chính xác được chứ chứ không phải cũng như bây giờ mình mình nắm một cái cái, cái cục đá mình dục ra thì cục đá nó là một đi một đường một cục đá nhưng mình nắm một khẩu sạn một nắm sạn mình dục ra thì cũng thì một cái dục ra thì nó là phóng ra rất nhiều. Nhưng mà cái đường đi, cái sức đẩy của nó thì một. Cho nên từ cái cách nói này, nó bước sanh ra cái bom chùm bây giờ đó. Cái bom chùm mà rất gần nhau. Nghĩa là trong vòng, nghĩa là trong vòng một hai năm nay. Nó mới đưa ra thế giới và bây giờ trong những cuộc chiến tranh của của Nga, của Ukraine nó, nó dùng vào cái đó. Nó dùng rất là nguy hiểm. À. Cho nên trong cái cái tổng thể của mình đó, Nó có tất cả cái sự sai biệt mình biết Nhưng mà mình không lấy cái sai biệt đó Để mà đảo ngược lại Để mà biết Nhưng mà mình chỉ thấy cái tổng thể thôi Cũng như bây giờ mình thấy thế giới Nó, nó là cái như thật Nó như thật Nhưng mà cái trí mình nó máy móc nó, nó như thật là gì Hay là nó bao nhiêu thì nó, nó nó bắt đầu nó tính toán nó đảo ngược lại nó coi thì có đúng hay là sai còn khi cái thấy của một cái người um, chứng đạo nó cũng giống như cái thấy của một đứa trẻ con nhưng mà người chứng đạo người ta có một cái sự xác định còn đứa trẻ con nó thấy đúng nhưng mà nó không có cái cái tính chất chứng tự chứng phần cho nên nó không có cái cái, cái xác định chính mình còn người người giác ngộ họ thấy nghe hay biết họ biết hết ví dụ bây giờ cái tính nghe người ta nghe thì cái người họ không hiểu về cái canh kinh lăng nghiêm về tính nghe thì họ vẫn nghe nhưng mà họ không biết cái nghe nó là cái gì thì cái người chứng đạo họ mới phân tích họ nói ừ, cái nghe không phải là mình mình nghe nó không có người nghe nhưng mà cái bản chất của cái tính nghe đó sự vật nó đi ngang qua nó đập vào cũng như một cái chuông một cái trống mình chạm vào thì nó phát lên cái âm thanh đó mình gọi là nó kêu nhưng mà thực sự nó không có kêu cái chuông nó đâu có kêu đâu đụng lên thì nó phản ứng như vậy thôi cũng như mình mình cầm một cái trái banh mình vuột vào vách thì cái phản ứng đó, nó nó dội lại còn mình dột một cái lá hay là một cái cục đất thì nó khác tức là cái lực của nó phản ứng chứ không phải là tự nó phản ứng tự nó nó không có cái biết cho nên tất cả cái ngũ quan của mình đối với các cái trần nó thực sự nó rất là lương thiện nó như thật nó phản ứng thôi nhưng mà vì trong cái phản ứng đó mình lại mình là tham lam mình muốn biết cái gì nghe cái gì hay là thấy gì mà trong cái thấy nghe đó mình còn cái nhiễm sắc thể nữa một cách khác nữa cho nên do như vậy cái, cái tất cả những cái cái, cái um, cũng như cái tội phước hay là cái nhân quả nó từ cái sự sai biệt biến đổi và nó 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 phản ngược lại nó thành ra quả báo hay gì đó, nó là tùy theo Nếu mình nghiên cứu cái cái duy thức phù hợp với cái 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 tính chắc mà kinh nghiệm đời thường thì mình sẽ phát minh ra tất cả những cái tính sai biệt và cái tính đồng nhất của nó là gì? khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì cái tâm mình nó nó không còn sai biệt nó không còn đồng nhất thì cái tâm mình nó phá vỡ cái cái cái, cái tính chất của người cái sai biệt trí nó trở phục hồi được cái căn bản trí đó. đó. cái căn bản trí nó trở thành cái gọi là đại viên cảnh trí như là bà cô bà nói đó bởi vì bà học trong di thức cái môn di thức học là một cái môn nó gần như là một môn toán học rất chính xác bởi vì ngoài đời thì cổ học toán họ họ là chuyên môn về toán học hồi xưa là tu tài tay tu tài toán <laughs> rồi, rồi mà rồi mà gia, cho nên về duy thức về ấy thì à. cho nên ví dụ nếu cổ giảng thì cổ không cần nói nhiều như tôi mà cổ có thể chứng minh cổ tôi biết cái bài toán cái công thức toán đó. mình coi cái đó mình biết thôi à. tại sao mà nó cho nên cái cái tính chất của đời sống là cái tính chất mình phân biệt ra mình mới biết, mình suy nghĩ thì mình mới xác định nhận được. Cái suy nghĩ tức là mình lấy một cái, cái 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 dạng nào ở trong lòng của mình mình đã biết rồi. Mình đã có rồi thì mình mới đối chiếu với cái này thì mình thấy. Cho nên nghĩ là tưởng, tưởng là nghĩ, nghĩ là nó chuyển. Còn còn những người mà họ đầy đủ thì họ không có nghĩ. Đó cái biết cũng như cái biết một là biết trước hay là cái biết nhanh ví dụ mình nhìn dài là mình biết năm cái số năm rồi năm ngón tay rồi còn đứa trẻ nít thì nó đến một hai ba bốn năm rồi nó nó đúng rồi, năm thì nó cái số năm nó kèm theo phải có cái số đếm nó mới thấy là chứng minh là thật <laughs> còn cái người lớn thấy là cái số năm bởi vì nó quen quá rồi chứ không phải là người đó giỏi chưa chắc người đó người đó là bởi vì họ cũng đã từng làm trẻ nít rồi cho nên họ đếm rồi Chứ bây giờ họ đếm thuộc lòng rồi Họ chỉ nhìn là họ biết Thành có người nó có hai cái, cái mức tiến hóa Một là từ cái sân phân biệt cái thức Mà lần lần nó tiến lên Nó nó biến thành cái cái tâm Nó biến thành cái cái tính chất đầy đủ Còn hai là tự nhiên người ta phát minh ra giác ngộ Mà người ta người ta biết người ta biết biết về tâm biết về thức biết về nghĩa là tất cả từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý cũng như bây giờ mình không cần nói đây là con mát nhưng mà mình dùng con mát mình nói con mát đau thì mình tự nhiên mình nhái nhái còn lỗ tai đau thì tự nhiên mình lắng tai nghe nó không phải là cái tính chất của số đếm nó không phải là cái tướng nhưng mà nó là cái ứng dụng và một cái thực tế nếu là trong con người thì con người nó làm cho tự cái đó nó sinh động và nó tự nhiên nó đáp ứng cho cái cái biết và cái không biết chứ nó không cần số đếm nhưng mà ở ngoài thì nó phải số đếm ví dụ mình hỏi dạy một đứa bớt biết nói mình nói mà, à, à, <laughs> mũi của mẹ đâu nó ra mũi miệng mẹ đâu rồi vậy đó mũi con đâu nó ra cái mũi ví dụ đó mình dạy cho nó từ đó nó chạm vào nó mới biết nó chỉ nó mới biết nhưng mà rồi thì thì sau đó nó nhớ lại chứ chơi chứ nó nó không có cái vọng tưởng còn ví dụ như mình bây giờ mình biết nhiều rồi mình nhìn nó sanh ra cái nhớ nó sanh ra vọng tưởng còn mới quá là nó biết rồi cái nó quên đi sau này lâu ngày được cái đó nó mới trở thành được cái cái, cái tính chất của cái sự ghi nhận ở trong trí của nó nó thành ra cái bộ nhớ thành ra cái thức đếm cho nên người ta sống Bây giờ là người ta sống bằng cái sự tính toán Bằng sự đếm, bằng sự phân biệt Bằng sự so đo Bằng sự cạnh tranh Cuối cùng nó là cái sự cạnh tranh Và đi đi lên hay là đi xuống Hay là tranh đấu Tranh nội này kia là bởi vì Nó thấy cái đúng sai phải quấy Cái này có lý, cái này không lý Cái này đúng sai Nghĩa là từ từ cái rất là bình thường cho đến cho đến cả cái cái, cái cái thế giới nó đều là nằm ở trong cái quy tắc đó cho nên hồi đó tôi nhỏ có một cái bà già đó với nó tao không biết cái khi không mà nó dành cái cục tròn tròn họ thấy đá banh đó bà rất là quê người nào ở gần như thượng mà nó dành cái đó được cái gì đâu mà sao tao thấy nó dành dành nghĩa là như là ở bà ở gần cái làng thượng và con người đó cũng giống như là người thượng mà bà thật thà lắm bà nói sao bà thích coi cái gì coi nó dành chi đâu dành cái cục nó được cái gì đâu cái trái banh đó mà coi trên hồ quê đến mức đó ở gần cái, cái thôn làng nó rất xa nó không có văn minh tôi ở những cái vùng đó nó, nó, dành cái, cái cái cục cái trái đó chi vậy nó trời ơi họ chơi mà nó chơi thiếu thì chơi dành như vậy trái chết thôi người ta không hoàn toàn không biết gì cả đó. mà lúc đó tôi cũng chỉ biết đá banh thôi chứ chứ không cũng không biết cái gì cả cho nên từ cái biết và mình chấp nhận cái đó cái đó nếu mà trong những cái giải trí thì nó có cái sự vui cái sự tranh chấp sanh ra gì đó còn những cái lợi ích thì nó thấy cái cái lợi có cái quyền lợi hay là có cái gì của phần mình cái cái đó không có phải của mình rồi cái đời sống rồi đứng về tri thức thì nó đúng cái này phải cái kia không phải cái này là cái quấy cái kia là đúng cái này cái từ từ những cái sự sai biệt đó nó chấp nhận và không chấp nhận rồi nó có quy luật của nó nó thành ra đời sống và thành ra đến một lúc nào con người được cái vô sanh trí hay là cái cái vô phân biệt trí đó thì thấy được thấy trở lại cũng cái đó nhưng mà nó là không có sanh phân biệt khi mà cái không phân biệt rồi đó thì không phải dùng cái không phân biệt mà là thấy cái chỗ không phân biệt đó mà lại có thể phân biệt được, ừ, mà thấy không không phải là mình biết cái đó nhưng mà mình vẫn biết cái đó, nghĩa là nó đi ngược lại, tức là cái mức tiến hóa này nó lên vượt lên cái tính chất hình lượng vật chất và số đếm và tất cả những cái tương đối nó nên cái đó, cho nên cũng giống như là một con người nó nó muốn leo lên một cái thang lầu cái gì thì phải đi từng bậc từng bậc. Ừ. Còn một con chim nó có thể bay cái, cái Nó đi ngon qua đó Cũng giống như người có thần thông Họ có thể đi ngon qua hư không Còn con người thì cứ lạc đạc Cái chân bước mặt đất Nó đi vậy nó còn té, còn ngã, còn đủ thứ ấy chứ. Bất cứ cái gì đó Về tâm hay là về vật Nó đều có cái sự tương đối và chuyện đối Nhưng mà bởi vì mình còn Sanh ra cái hợp thức cái từ để nó phù hợp để nó chịu tương đối chịu đối cho nó ở cái đời sống thì nó phải tương đối thôi làm sao chịu đối được nhưng mà nếu mà không biết cái đó Thì nó không lợi Nhưng mà nó cũng có cái lợi Là người ta chỉ cố gắng thôi ừ. Cũng như bây giờ Con chim hay là con gà Nó tự nhiên nó thấy Cái con đi trước hay là cái mẹ nó nó chạy thôi Nó sanh nó, nó, nó Có những cái loài nó sanh Ở trên ngon của một cái vách núi Trong cái hoa ngổ trong đó Mà đến cái lúc nó phải ra đó Nó phải từ trên nó nhảy xuống mà một cái con lớn nào đó tự nhiên nó, nó nhảy nhảy xuống rồi con nhỏ là từ từ nó nhảy từ trên nó nó xuống đó mình coi trong mạng mình thấy đó thì nó chỉ cảm cảm cái điều đó và nó, nó, nó tiếp theo thôi chứ nó không nói đó cái lời gì nó không có nói nó không phân biệt mà nó cảm nó thấy con kia làm được nó cũng làm được nó vậy đó cho nên loài vật nó vậy đó cho nên nó ít có tốn cảm hơn nó ít có giai đoạn hơn mình nói nó ngu chứ mà điều điều đó nó, nó, nó nó ít có bận rộn cái tâm nó không cần học <laughs> nhưng mà nó nó biết nó, nó cái học của nó là nó bắt chước nhưng mà cái bắt chước nó là cái cảm mà nó, nó ứng dụng thôi còn một có những loài người người ta cũng có khả năng đó người ta thấy người ta làm được là mình làm được chứ không mình có khi mình học có khi mình không cần học cho nên hãy suy nghĩ cái đó là bởi vì ở trong cái nội tâm của con người đó nó có một cái rất là đầy đủ nó nó, nó không có cái cần hay là bắt cần mà mà nó có một cái sự thẩm thấu tâm bởi vì tâm và vật nó đều là một nó đều là ở trong một cái tính chất hợp nhất nhưng mà bởi vì từ cái mình phân biệt ra cái thể loại cái hình lượng hoặc là mình cái đối tượng hoặc là cái bản ngã thì nó chia chạy từ cái chia chẻ đây lần lần nó trở thành cái chướng ngại cái trở ngại vì, vì thế cho nên con người nó sanh ra một một cái tính chất trong tâm nó lù mù nó không biết cái đó là cái gì đúng mà sai phải quấy con vật thì nó học bằng cái tính chất nó phản ứng và nó nói trước nhưng mà nó, nó không có bị cái số con số đếm đo hoặc nó không bị tính toán nhiều ừ. cho nên mình gọi là nó không có trí nhưng mà nó gọi là có trực, giác. Ừ. trực giác, giác tức là cái nhìn thẳng con người cũng có trực giác nếu con người mà trực giác nhiều thì con người đó có thể phát minh ra nhiều hơn là cái, 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 cái tính chất nghĩa là từ bước từ từ giai đoạn nhưng mà nó trong sâu xa hết á là con người trở về với cái tự tâm tức là cái Tránh biết mình nhưng mà cũng giống như mình nghe những cái này đó thì nó cũng nó cũng trở ngại lắm nó bị cái nghe cho nên mình biết cái này là đúng cái này là sai và cái ý mình muốn nghe và mình, mình thấy nó có cái gì biết tiếng quá nhưng mà nếu mà mình nghe này á mà mình nói à, tôi hiểu rồi tôi chả cần cái, cái nghe tiếp theo gì hết. và mình nhắm mắt lại mình sai vào bên trong thì tự nhiên mình trở thành chứng chứng là chứng thực chứng thực tức là cái cái gì nó xảy ra đó nó không phải là mình làm không phải là mình hành động hay là mình tư tưởng mà cái đó nó đã có rồi bây giờ mình thấy thấy nhưng mà nó không có người thấy thì nó gọi là chứng cũng như mình chứng thực cũng như mình yên lặng mình nghe cái chứng cái hơi thở của mình nó tự thở ra tự thở vô thì bây giờ mình có thể dùng một cái thức ý mình tăng thêm cái hơi thở nó dài một chút hoặc là mình hít vô mình nhín nghĩa là một hai giây rồi mình thở ra rồi mình nhí tức là cách luyện khí của mình và cái cách thiền của mình và lại, và lần lần mình có thể nhí đến từ nửa phút cho tới một phút rồi lần lần mình có thể tăng lên cái cái cái, 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 cái đó ví dụ đó là mình cái cách mình luyện khí hoặc mình áp dụng cái công thức cũng như tâm khí đó. nhưng mà đồng thời là mình phải sai vô mình tự tự biến quá mình cái gì mà mình làm cho cái hít cái hơi thở mình bình thường nó hơi thở nhưng bây giờ nếu mình muốn thở sâu thì sao thì mình phải dùng tự nhiên mình biết đó mình phải tự hít vô mà cái gì nó đẩy cái, cái hít của mình đẩy cái đẩy của mình cho nên mình cứ mình tri những cái chuyện rất là tầm thường như thế đó. lần lần mình thấy cái tâm của mình cái tâm mình nó là cái không cũng như tôi nói tôi muốn lấy cái này cái kia thì tôi cầm cái này hoặc tôi lấy cái này hoặc ta nói là sao thầy hồi nãy giờ thầy không uống nước thì tôi tôi nhớ là tôi không uống nước thì cái tâm tôi biết tôi uống nước và trong đó nó có khóc có muốn tôi uống này nhưng mà thật sự bây giờ tôi không có khóc nước tôi không có muốn uống nước hay là tôi không có ý nghĩ hết tôi vẫn cầm cái này được tôi vẫn uống được tôi không có gì tôi vẫn cầm được thì mình hãy nghiên cứu mình hãy coi là cái cái mà mình không có nghĩ mình không có tính toán mà mình vẫn động được mình vẫn làm được là cái đó là cái gì mình coi thử tôi không cần tôi không cần nói là tôi phải để cái ly xuống đi lên nhé tự nhiên tôi tôi dòm kia tôi nói nhưng mà tự nhiên cái tay tôi tôi cũng biết tôi để xuống tôi để xuống mà tôi còn nghe được cái tiếng đậm cái cái ly với cái 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 đĩa của nó nghe được cái tiếng đậm vậy trong khi đó cái ý tôi vẫn đường muốn nói ví dụ về vậy, vậy này kia đó cho nên trên tất cả những cái đậm mình nó nó có cái 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 sự điều khiển trên cái điều khiển nó là cái biết trên cái biết nó còn có một cái nữa cho nên cái mình nó gọi là cái cái tướng mình cái tính rồi mình đối diện với cái tướng tính phần tướng phần rồi mình sanh ra cái gọi là chứng phần rồi trên cái chứng phần đó nó là chứng tự chứng khi nào mình biết được cái chứng tự chứng là mình đi sâu vào cái cái sự chứng ừ. còn còn mình biết cái chứng phần tức là mình biết cái biết đó, là cái đó là nó thật sự chứ nếu mà ở ngoài nghe thì nó mới mẻ chứ mà ở trong trường Phật học thì nó mới là tiểu học về về sơ xài trong ngôn di thức phương tiện đàm hay là di thức nghĩa là bách pháp minh môn luận nó chưa không có cái gì cả chứ mà biết hết biết nhãn nhĩ tỷ thiệt rồi tất cả các thức được rồi biết mạt na biết ai à, lại gia à, ví dụ như bây giờ mình không học thì mình biết là con người mà sao mà cố chấp hay là con người sao um, cứ cho nó là phải hay cái này kia nhưng mà mình học mình biết à, cái này là cái danh từ của cái cái cái, cái chấp thức cái cái cái, cái mạt na tức là cái chấp ngã à, cái, cái chấp ngã là mình chấp như là một sự thật cái đó là cái thật nếu mà ai nói cái đó sai nói cái từ không đúng hoặc là bắt bẻ thì mình phản đối nhưng mà cái dù bất cứ cái gì cũng cái đó người ta phát minh ra và người ta đặt ra đặt tên ra chứ thực sự nguyên chính nó thì cái đó nó là nó cho nên nó không phải có với không trong cái biết cái biết thì mình cho nó là có còn cái không biết nó là không nhưng mà tất cả vạn vật nó đều sanh như vậy trụ như vậy diệt như vậy cho nên cái sanh trụ gì diệt lúc nào mà con người hiểu duy thức học hay là hiểu về tất cả cái hiện tượng mà sanh hóa của vũ trụ hoặc là giác ngộ á, thì tự nhiên thấy sự vật nó như chính cái cái sự xảy ra nó chỉ có cái thấy và cái thấy đó nó không đặt thành một cái quan trọng đúng sai phải quái gì cả thì lúc đó con người bớt thoát ly ra thoát ly ra cái sự cộng hưởng thoát ly ra cái cái sự kêu bằng can trần thức nó, nó, nó dính chùm nhau cho nên năm căn nó đối với năm trần ngũ căn ngũ trần ngũ thức nó sanh ra nhãn căn đối với sát trần nhĩ căn đối với thinh trần tỷ căn đối với nghĩa là mùi vị hay là miệng thì nó đối với thức ăn như là vị trần hay là xúc trần thân căn này kia nhưng mà biết như vậy nó có thứ lớp học trong một môn học nhưng mà không biết như vậy mà người ta cảm ta cảm có thứ lớp thì người ta cũng biết được bởi vì từ cái biết từ cái sáng lên từ cái chính xác cái gọi là kinh nghiệm đó người ta bước sanh ra sanh ra cái sự ghi nhận từng phần mà nó thành ra môn học cho nên có những người tu họ không học nhưng mà họ vẫn biết rất chính xác cũng như mà về cái tâm thì chia ra rất nhiều nhưng mà nếu có người quán tâm họ hiểu cái tâm thì thì họ nói cái gì cũng được họ nói xuôi nói ngược gì cũng được cho nên cái vấn đề là cái vấn đề mình phải chạm với cái sự thật tức là phải có một cái sự thực dụng cái sự tu cái sự thực chứng trong cái bắc sinh bởi vì tất cả cái biết nó từ cái không phải là không biết nhưng mà ở trong cái yên lặng nó không nói có không nói không nó không có cái đúng sai không có tướng hay không tướng trong cái đó thấy cái nguồn gốc của đó thì nó sẽ phát sinh ra tất cả những cái chi mà những cái tính chất biến kế cho nên nó là cái tự gọi là cũng như là trong nghi thức gọi là y tha khởi rồi nó mới từ cái biến kế sở chấp rồi nó trở lại với cái viên thành thật cho nên cái tâm mình cũng vậy nữa tất cả mọi cái biết cái phân biệt từ tiếng lời nó vào cho tới cái hiểu cái nói cái này kia nó từ cái nguồn gốc của sự phân biệt mà nếu mình thấy sự phân biệt thì mình giải tán ngay từ cái nguồn gốc ban đầu hết cả cũng như mình chấp cái lý thì mình sanh ra giận sanh ra giận thì mình cãi cọ rồi mình đánh lộn này kia nhưng mà mình nhìn ngược lại mình thấy cái lý đó do mình chấp không có gì cho mình chấp mình xả cái chấp thì tự nhiên mình không có sanh ra cái gì cả đó thì mình con người mình tự tự đậm ngay đó nó không cần tu nó cũng giải thoát cũng như mình biết con người nó là vô sanh nó là là một con người thật sự có bản chất cũng như người xưa người ta nói nhân chi sơ tánh vãng thiện đó. con người nó thật là thiện cho nên cũng như giống như ông băng kê ông đi tìm cái 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 bác sinh đó. cho nên do như vậy á con người không phải nhất thiết là phải tu 10 năm trăm năm mà là học gì cả nhưng mà khi mà giác ngộ được thì tự nhiên mình sẽ sáng kiến mình có thể nhưng mà mình học đồ này kia để mình phù hợp với ngôn ngữ để trình bày để diễn thuyết để có cái tính chất thông dụng còn nếu mà mình tự tu tu tự chứng thì mình đi luôn đi đi luôn thì tự nhiên lúc đó mình bay lên mình nói bậy nói bại gì họ cũng nghe cả còn mình cứ đi lại mà lạc đạc <laughs> cái mặt đất đó, thì mình phải đếm bước thì mình phải nói cái chân đi Như đó. cho nên cho nên mình muốn cho chúng sanh uh, ta Phật thì mình phải làm cái gì đó nó nó trở thành vượt qua cái ngôn ngữ tức là cái sự chứng đó uhm nhưng mà chúng sanh thì phải diễn thích phải nói này nói kia họ mới hiểu họ hiểu họ phục họ mới làm <laughs> cho nên cái nghiệp của, của mấy em đây là cái nghiệp phân bua <laughs> thôi đủ rồi cho nên chúng ta nói nó cũng chưa có thấu cái đề là sanh ra sanh lên trong sự mê lầm tức là chúng ta nói là chúng ta nói cái phần giác ngộ cái phần hiểu biết cái phần phân tích còn sanh lên trong cái sự mê thì cái sự mê đó chúng ta bây giờ giả bộ như là chúng ta không biết gì cả chúng ta yên lặng đừng khởi tâm khởi trí đừng khởi cái biết gì cả thì nó ở lại cái chưa chưa biết chưa biết nhưng mà nó cũng khó trở lại cái mê lắm cái, cái mê là mê 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 trong cái 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 sự hành động ngôn ngữ phân biệt nói còn cái mê mà mê ngộ của thật sự Phật tánh thì chúng ta cũng còn mơ hồ, chứ chưa có rõ ràng đâu. Đó. Cho nên do như vậy mình phải có một cái cái sự cũng như rút trở về, là rút về ở trong một sự cố thủ trong cái 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 tiền đồng của mình thật sự đó. Chứ đừng có đánh phá, đừng có hơn thua gì cả, đừng có phân biệt gì cả. Thì tự nhiên mình mình sẽ hiểu được cái nội dung đó. Đó là cái tu. Tu là mình quy phục trở về, nghĩa là gọi là thối nhất bộ tự nhiên khoan nhượng tâm phản tác nhạc ấy. nghĩa là khai khẩu bất như giam khẩu ẩn nhập đầu phương kiến vị đầu năng tức là mình mở miệng không bằng mình ngậm miệng cái mình nói ra là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành diệt xứ là nói ra cái ngôn ngữ đó nó, nó, nó mất 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 cái chân lý bởi vì người ta trở thành có hiểu Có hiểu là cái họ đã hiểu rồi bây giờ họ bằng lòng với cái đó còn cái ngộ thì nó không cần hiểu gì nữa. nó ngộ là nó thấy được cái, cái nguyên lý cái nguyên sinh ban đầu rồi à. nó, nó lắng mấy phút